tôm hùm thả ga ở đây không giới hạn đâu nha các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với 5 sao lưu bao. Và 5 sao lưu bao là một series sang xịn mịn tụ hợp những nơi trải nghiệm chuẩn 5 sao. Wow, và trong tập đầu tiên thì Lu sẽ dẫn các bạn đi ăn buffet tôm hùm chuẩn 5 sao hot nhất Sài Gòn. Lu rất ít khi bao, nhưng một khi đã bao thì phải 5 sao. Giờ thì theo chân Lu vô bên trong để khám phá địa điểm mà Lu vừa giới thiệu cho các bạn nhé. Lu đã đến rồi các bạn. Và địa điểm mà hôm nay mình muốn đến giới thiệu đến các bạn đó chính là Hotel Nico Sài Gòn. Địa chỉ ở đây là 235 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Chinh, quận 1. Và nhà hàng hôm nay Lu dẫn các bạn đến với Lu đó chính là nhà hàng La Brasserie, nằm tại tầng 2 của khách sạn nha. Bây giờ thì cùng Lu đi lên trên để khám phá nha. Let's go. Hôm nay các bạn có thấy là Lu mặc một chiếc đầm màu trắng rất là xinh không? Để đi ăn phù hợp với nơi này. Tới rồi. Xin chào. Cầm cho em đo nhiệt độ và sẽ rửa tay nha. Ok. Mình sẽ rửa tay trước ha. Mình sẽ nước rửa tay trước đúng không? Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn. Dạ vâng ạ. Cho em hỏi là chị đã đặt bàn chưa ạ? Mình có đặt bàn dạ, rồi. Vâng ạ. Chị cho em xin tên lúc mình đặt bàn. Mình tên Lu. Dạ vâng, em đã thấy bàn của mình ạ. Dạ em xin phép. Chờ các bạn hướng dẫn mình vào bàn, em mời chị. Ok. Xin mời. Đây, liên qua một vòng không gian rồi thì các bạn thấy chỗ này như thế nào nè. Với Lu thì đúng kiểu là chuẩn 5 sao, không có gì để chê luôn. Và chỗ mà Lu ngồi á có thể gọi là một trong những cái view đẹp nhất trong nhà hàng. Tại vì mình cố tình lựa đó các bạn. Và giá ở đây sẽ là 1.350.000 cộng cho một người lớn. Nếu như mà tính luôn cả thuế thì sẽ khoảng 1.560.000 một người. Và cái giá đó đã bao gồm nước uống. Nước uống ở đây được một cái rất đã luôn nha. Có cả rượu vang nè, có cả bia, cà phê, trà, nước ngọt. Cái gì cũng có và các bạn có thể uống không giới hạn. Dưới 6 tuổi thì sẽ được free. Từ 6 tuổi cho đến 12 tuổi thì giá sẽ là 50% so với giá của người lớn. Và trên 12 tuổi thì sẽ được tính là giá người lớn nha các bạn. Và ở đây thì trước khi đến ăn nhớ alo book bàn, bởi vì là các bạn có thể nhìn thấy đằng sau của Lu á thì mọi người đến rất là đông, cho nên là book bàn để được phục vụ tận tình hơn. Nhưng mà tại vì Lu cũng lần đầu tiên đến đây cho nên là chắc là Lu sẽ nhờ một anh nào đó có thể hướng dẫn cho mình. Nên là các bạn đợi một xíu nha. Anh ơi, cho em hỏi tí nha. Cho em hỏi là khách đến đây á thì sẽ ăn như thế nào ha? Này. Thì cái quầy buffet bên mình á là khách sẽ order nước tại bàn và các món như tôm hùm, cua hoặc là mình có khách thì tự chiên sùng cũng sẽ order là tại bàn luôn. Order tại ngoài bàn. Ra còn có một số đồ nướng khác nữa. Nước là mình order tại đây luôn ha. Nhưng mà bên phía bên ngoài thì mình có quầy nước luôn đúng không? Hay là sao? Hiện tại thì mình có thể order tại bàn. Ok. Thường thì mất khoảng bao lâu thì những cái món mà mình order tại bàn sẽ có anh ha? Thường thì sẽ mất đến khoảng 10 đến 15 phút. 10 đến 15 dạ. phút. Cho em order tôm hùm. Nhưng mà tôm hùm bên mình thì có những loại sốt nào anh? Bên mình thì gồm có sốt nướng phô mai, tiêu đen, Singapore, nướng bơ tỏi, hoặc là luộc, xào me. Cho em hết luôn. What? Cho em hết tất cả. Rồi cho em cua, cua luộc. Hàu, hàu của mình có gì anh? Mình gồm có phô mai hoặc là nướng hành. Cho em hai cái đó luôn. Rồi hồi nãy có cái cá anh nói á, cho em cá. Rồi cho em một cái hải sản thập cẩm. Đồ nướng hải sản. Dạ rồi. Ok, bây giờ thì chắc là sẽ cùng Lu đi ra ngoài để khám phá những cái quầy buffet ở đây nha. Anh order giùm em cái này nha. Em cảm ơn. Đi thôi, đi thôi.
đây là Live Cooking các bạn. Và các bạn biết không, là Lu mới biết được một thông tin á, là gan ngỗng chỉ có vào ngày thứ 5 thôi. Cho em một phần gan ngỗng nha, với lại cho em một cái sườn cừu luôn. Và đây là cái like rất rất là được thực khách yêu thích. Các bạn có thể thấy được là chúng ta phải đứng xếp hàng để đợi. Cá tai tượng. Đây, các bạn có thể nhìn trực tiếp ở bên trong này để được nướng tôm, cua. Ui, hấp dẫn quá, Lu không thể nào chờ đợi được nữa luôn á. Nhưng mà tại vì hồi nãy order rồi, cho nên là mình sẽ phi thẳng qua một cái nơi mà Lu rất là thích. Đó chính là đồ sống sashimi. Đi một vòng thì các bạn cũng đã thấy được là full bàn rồi. Nhưng mà thật chất ra là trên bàn này chỉ mới là khai vị nhẹ nhẹ sương sương thôi nha. Tí nữa mới là verdet. Ở đây thì Lu có gọi nước, thì Lu gọi một rượu vang trắng các bạn. Bởi vì là hôm nay Lu ăn hải sản hơi nhiều. Mà các bạn biết là hải sản kết hợp với lại rượu trắng là một cái gọi là siêu phẩm luôn. Ngoài ra thì Lu có gọi thêm cả nước ngọt. À, nước suối thì khi mà vừa đến đây thì các bạn đã được phục vụ rồi. Rồi, ăn. Đây, gỏi ngót sen các bạn. Mời. Rồi, các bạn biết gan ngỗng á, là một cái món ăn mà siêu đắt luôn. Mà ở đây được cái là ăn không giới hạn, cho nên là Lu sẽ tranh thủ ăn nhiều nhất có thể. Xỉu. Gan ngỗng béo. Bánh mì rất thơm. Wow, tuyệt vời. Đây, ăn hàu các bạn. Lu sẽ thử hàu sống trước, xong rồi tí nữa mình sẽ thử qua hàu phô mai với lại mỡ hành. Má ơi, béo quá. Rất tươi nha. Được làm rất là sạch, ở trong này không có một miếng cát luôn. Phô mai. Yes. Đợi một xíu, thử luôn em này. Mở hành. Với Lu á, thì Lu thích ăn hàu nướng hơn. Là bởi vì á là hàu rất là béo nha, nhưng mà Lu sẽ thích cái gì đó có gia vị hơn, ví dụ như có phô mai. Nó sẽ khiến cho mình cảm thấy đã hơn nhiều. Hoặc là các bạn có thể ăn chung với đậu phộng, mỡ hành để nghe nguyên vị của hàu. Còn hàu sống á, thì Lu thấy á, là làm rất là sạch. Cái nước giấm này thì với Lu á, nó sẽ hơi chua một xíu so với khẩu vị của Lu. Mình sẽ chuyển qua một cái mà nãy giờ Lu cũng đang đợi lắm, đó chính là bò. Đây, bò này được nướng medium rare, trời ơi, cực kỳ hấp dẫn luôn. Một miếng bò ở đây được sắc rất là chất lượng. Wow. Trời ơi, đã quá à. Các bạn ơi, với sườn cừu thì các bạn cầm luôn nha, không kim nỉ được. Sashimi. Ta-da, cá hồi. Ngon. Cá rất tươi, rất thơm. Có lẽ là không tanh. Chung quy thế thì Lu thấy là hải sản thì nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà được một chỗ là ở đây hải sản rất là tươi. Và đến đây thì các bạn nhất định là phải ăn cho đã hải sản với lại sashimi nha. Nói chung là vô đây thì cứ lia hết vô tất cả các quầy đó, bởi vì là rất là đáng thử. Cho nên là mình xin phép chuyển qua ăn hải sản luôn. Yes. Quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they were... Hồi nãy là chỉ mới ăn sương sương thôi, còn bây giờ mới là món chính nè, đại tiệc tôm hùm. Đi nè.
Tôm hùm không, ở đây đã có 6 vị khác nhau rồi các bạn. Sốt Singapore, sốt bơ tỏi, phô mai, rồi sốt me, rồi có cả luộc, rồi trời ơi, rất là nhiều luôn á. Ngoài ra thì có cả cua luộc nè, tôm nè, cá. Thật ra đây là lần đầu tiên mà mình đi ăn buffet mà đem nguyên con cá lên như thế này. Và chỉ với 1,5 triệu thôi thì các bạn có thể ăn tôm hùm thả ga. Ở đây không giới hạn đâu nha các bạn. Các bạn ăn đến khi nào mà no thì lăn về. Nói chung là 6 giờ vô ăn, 10 giờ về là đủ. Trời đủ thu hồi vốn rồi. Ăn thôi. Xin lỗi nhưng mà hồi nãy mình ăn sang, chứ bây giờ thì mình không thể nào ăn sang được nữa. Cho nên mình sẽ bóc tay. Lưu sẽ ăn con tôm hấp này trước nha. Và con này là con nguyên bản luôn các bạn. Tại vì là ăn không để coi coi là vị của nó có tươi hay là không. Xong rồi tí nữa mình sẽ ăn những cái con khác. Hải sản ngọt, tươi. Cái sốt thì xuất sắc luôn á mọi người. Tôm rất là ngọt. Con tôm này siêu chất lượng luôn. Wow. Ui. Phô mai, phô mai. Trời ơi, siêu to. Phô mai rất là đã, béo, ngon. Với lại là cái vị của nó không quá ngọt, không quá mặn. Má lên lại là nó thơm một tí mùi bơ tỏi nhẹ nhẹ các bạn. Nhưng mà ăn thì rất là thích nha. Bạn nào mà thích ăn béo á thì đây là một cái mà các bạn có thể thử. Ngoài ra thì sẽ có những cái vị khác đậm đà hơn, ví dụ như là sốt xiên, sốt bơ tỏi, sốt me. Bây giờ mình sẽ thử. Trời ơi, nhìn cái dĩa này đẹp quá à, không muốn lấy nó ra luôn á các bạn. Thấy số này bình thường. Ăn nó có vị hơi giống tương cà pha lỏng ra một xíu. Không hợp vị với luôn lắm. Tiêu. Tiêu thiệt á mọi người. Tại vì là nó rất nhiều tiêu và rất nhiều đậm vị tiêu. Có cả tiêu đen và tiêu xanh mix chung với nhau. Và vị nó rất là đậm đà luôn nha. Báo cảnh báo trước. Tại sao lại khoái vậy? Sang lên. Rồi. Mình lấy được rồi nha mấy bạn. Số này ngon lắm. Ấy là nó mix giữa tiêu đen và tiêu xanh. Vị rất là đậm. Vị mà có thể để cho các bạn liên tưởng được á, đó chính là bò beefsteak sốt tiêu đen. Cái vị nó sẽ y chang như vậy nhưng mà nó đậm đà gấp đôi các bạn. Nói chung á là sốt tiêu đen này thì Lưu thấy là cũng khá là thú vị để các bạn có thể thử. Nhưng mà một lần ăn thì một chút thôi, tại vì là nó khá là đậm đà. Sốt me. Ôi lần đầu tiên ăn tôm hùm sốt me nha. Đó giờ Lưu ăn tôm hùm á, một là hấp, hai là sốt phô mai là cùng. Nhưng mà bữa nay mình được thử, mình được trải nghiệm nhiều sốt dã man luôn. Tức là các bạn ăn vô các bạn sẽ nghe được vị me thoang thoảng ở trong khoang miệng và nghe rất rõ vị hải sản, chứ không phải là nghe quá rõ và đậm đà như là cái những cái sốt hồi nãy giờ Lưu ăn. Độ chua thì Lưu thấy là chưa thấy rõ lắm, hoặc maybe là tại vì là do là Lưu ăn khá chua, có thể là vậy. Nhưng mà với Lưu thì Lưu thích cái này nó sẽ đậm hơn một tí, chua một xíu nữa thì best. Nhưng mà nói chung là ăn ok. Bơ tỏi các bạn. Có vị rất là thơm các bạn, rất là dễ chịu luôn á. Mùi bơ, mùi tỏi nó thoang thoảng thôi, nhưng mà ăn rất là thích. Nãy giờ ăn hết 6 vị rồi thì Lưu thấy là cái tôm hùm nướng phô mai với Lưu là ngon nhất. Tại vì là Lưu rất là thích cái vị béo và vị thơm của cái phô mai này. Ở bên trong sẽ có một tí bơ tỏi thơm nhẹ nhẹ, rất thích luôn. Ngoài ra thì Lưu thích cái em sốt tiêu.
mặc dù là em hơi đậm đà một tí xíu, nhưng mà Lưu thấy là nếu mà chấm một ít đó, ăn rất là kích thích vị giác nha. Với lại cái bơ tỏi này, còn với Lưu á thì sốt me với lại sốt xin thì có vẻ như là không hợp khẩu vị của mình lắm. Các bạn đến đây, các bạn trải nghiệm và cho Lưu biết là khẩu vị của các bạn có giống Lưu không, hay là nếu như mà có khác thì các bạn cũng comment bên dưới cho Lưu nha. Hi, hello, hello, nãy giờ bỏ quên em nè mọi người. Đấy, trời ơi, con cua siêu bự luôn á các bạn. Mà Lưu thấy là ở đây con nào cũng bự chứ không phải nhỏ đâu. Giờ mình sẽ mở ra nha. Ngon lắm mọi người. Để Lưu đập cái càng này ra đã. Đảo quá à. Trời ơi, mình có thể ngồi đây và ăn 4-5 con cua sao mới đi về. Thịt rất là ngọt và rất là chắc luôn. Cho nên là mọi người đến đây á, hãy thử ăn nguyên vị thôi. Thực là đã thấy nó rất là ngon rồi. Sữa tôm càng siêu mập luôn. Hồi đợt trước đi ăn buffet á, thì anh quay phim mèo ngồi lột tôm cho Lưu ăn. Còn đợt này anh quay phim sướng quá ha, không cần phải ngồi lột nữa. Ê, bây giờ cái con cá này bây giờ mình ăn sao ta? Chắc là Lưu phải gọi bạn nhân viên lại để Lưu hỏi coi support cho Lưu. Chứ thật sự là Lưu cũng không biết là phải chẻ cá này như thế nào luôn á. Cho em hỏi, con cá này bây giờ mình ăn sao? Dạ, cá này mình cũng không chán được. Ý là bây giờ mình sắc như thế nào á, tại em không biết làm cái này. Thì anh cái này chỉ để con nên mình lấy xuống xong mình vẽ cá thôi. À, nhưng mà giờ anh làm cho em được không? Được, để mang vô trong lại. Review cho các bạn thì các bạn cũng có thể tưởng tượng được là ở đây chúng ta có thể ăn hải sản thả sức như thế nào rồi, đúng không? Ở đây có rất là nhiều món khác nhau từ Á sang Âu. Chỉ với 1,5 triệu là các bạn có thể ăn thả ga luôn. Mặc dù đây là buffet 5 sao nhưng mà thật ra thì bản thân Lưu sẽ có một cái thang điểm riêng dành cho Lưu khi mà Lưu trải nghiệm. Lưu sẽ đánh giá ở đây là 4.5/5. Bởi vì có một số món chưa hợp khẩu vị Lưu lắm. Còn nói về dịch vụ, phục vụ và cả những cái nguyên liệu tươi ngon ở đây thì thật sự nha, perfect luôn á, không có gì để chê cả. Và một cái mà Lưu cực kỳ thích đó chính là chỉ với 1,5 triệu thôi thì các bạn có thể ăn hải sản, nhất là ăn tôm hùm thả ga không giới hạn. Bởi vì có một số chỗ Lưu đi ăn buffet á thì ví dụ như cũng khoảng vài trăm, gần 1,000,000, nhưng mà mình chỉ giới hạn là chỉ được ăn 2-3 con thì thật sự là nó không có đã. Và các bạn thấy đằng sau của mình nó rất là đông thì các bạn cũng đủ hiểu là buffet tôm hùm 5 sao này phải như thế nào đó thì mới có thể thuyết phục được thực khách đến đây và bỏ ra một số tiền cũng không phải là rẻ, đúng không nào? Nhưng mà với Lưu thì nếu như có thể quay lại nữa thì Lưu chắc chắn sẽ quay lại đây và trải nghiệm tiếp nữa. Và chỗ mà Lưu đang ngồi đó là nhà hàng La Roserie nằm tại lầu 2 của khách sạn Nikko Sài Gòn. Địa chỉ ở đây sẽ là 235 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Buffet ở đây sẽ từ thứ năm cho đến chủ nhật, bắt đầu từ 6 giờ cho đến 10 giờ tối nha. Và các bạn nhớ là trước khi đến đây thì hãy alo book bàn để được phục vụ tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã coi cái video này và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho 5 sao Lưu Bao. Nếu như các bạn có muốn Lưu trải nghiệm dịch vụ 5 sao nào nữa thì các bạn cũng có thể để lại comment bên dưới cho Lưu nha. Còn giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye. Yes.